Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Và trong clip ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu các bác về cái mẫu vàng X12 Plus. Nhưng mà hôm nay thì có cái chương trình ưu đãi giá rất là tốt. Hiện tại mẫu này ngày trước em đang bán mức giá là 4,5 triệu, nhưng hôm nay thì em sẽ bán cho các bác mức giá là 4 triệu. Ngày mai là mùng 1 đầu tháng thì là bán cho các bác lấy may. Đấy, mức giá là 4 triệu, anh em chuyển khoản bao ship nhá. Đây là xịn chính hãng. Dòng này thì em cũng đã giới thiệu các bác rất là nhiều rồi. Về cái chất lượng thì không có điểm gì để mà chê cả. Nó cải thiện hơn những cái dòng X12 thông thường. X12 Plus thì linh kiện thì có thêm rất là nhiều những cái IC tiếng. Và đây, những cái con tụ nhôm. Các bác nhìn những con tụ nhôm. Tụ nhôm, tụ hóa bằng màu vàng. Cái đời này thì nó cải thiện hơn X12 thông thường rất là nhiều về từ chất âm cho đến cái tiếng mic. Mà thiết kế nhìn nó cũng đẹp. Đằng sau thì đối với dòng X thì cái đời từ X8 này, X12, X12 Plus là nó có sử dụng cổng quang Article. Đấy các bác nhé. Cái con này thì ngoài cái cổng quang Article còn được cả đường surround. Đường hoa sen thì nó có thể sử dụng đường sub và đường center là đường hoa sen. Ngoài cái đường calon ba chân thì ra đây có nhé. Đây, 6 đường ao này. Còn mic thì nó có 2 đường ở đằng sau. Trước khi các bác mua những con vang như thế này thì bên em sẽ hỗ trợ cài đặt setup cho. Đây là hàng công ty chính hãng, có đầy đủ phụ kiện gồm có khiển. Đây. Khiển rồi là phần mềm, đĩa phần mềm, cáp kết nối của đời này thì nó cải thiện là sử dụng cáp của máy in. Đó nhé. Còn đây là cái chân cắm USB Wi-Fi. Với mức giá 4 triệu các bác nhé, 4 triệu. Đấy, em bán trong ngày mai đầu tháng. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, trên Hải Dương. Mẫu này thì là em đang bảo hành cho các bác 1 năm nhé các bác nhé. 1 năm, bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Ngày trước em bán lên dòng này cũng rất là nhiều nhưng mà chưa có một con nào nó bị lỗi. Hàng này thì không bao giờ có chuyện lỗi. Đấy. Các bác yên tâm sử dụng từ cái chất quên không? Nhắc lại cho bác nào chưa biết, đây là cái dòng chip analog device nhé, và đây là cái con chip đời cao nhất 21489. Đấy, sử dụng hai con nó sử dụng một con chip analog device 21489 là cái đời cao cấp nhất. Rồi, clip này em xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.